Câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho bà Hoàng Việt Phương là giám đốc phân tích của SSI. Thì theo bà, trên cái nền tảng phân tích kinh tế vĩ mô trong phiên 1 và cái những cái nhận định về thị trường xu hướng trong năm 2024, thì đâu sẽ là chủ đề đầu tư phù hợp nhất trong giai đoạn từ nay đến năm 2024? Cảm ơn chị Giao. Xin chào tất cả các quý khách và các nhà đầu tư đã tham dự buổi diễn đàn ngày hôm nay. Thì câu hỏi đầu tiên thì thực ra cũng là một câu hỏi rất là khó. Cảm ơn chị Giao dành câu hỏi khó này cho tôi. Thì chủ đề đầu tư thì thực ra là mọi người chắc đều đồng ý rằng 2024 là một cái năm rất là khó để có thể đưa ra một cái dự đoán rõ ràng, mặc dù là mình nhìn cái vote của các nhà đầu tư thể hiện một cái sự lạc quan với cái màu xanh là đang chiếm đa số. Thế tuy nhiên là ai cũng đồng ý rằng trong năm sau có quá nhiều yếu tố mà không thể bất cực, có thể rất là khó để đoán được là chính xác là ngay từ đầu cái xu hướng nó sẽ như thế nào. Thì để có thể gọi là đưa ra một cái nhìn gọi chốt một cái view ở trong 2024 giữa rất nhiều biến động như vậy, thì quan điểm của chúng tôi thì là mình có thể đã nghe từ phiên 1 có những yếu tố tích cực và có những yếu tố tiêu cực. Thì hiện tại có thể theo quan điểm của tôi ý, thì cái yếu tố tích cực nó có thể lấn át được yếu tố tiêu cực. Tất nhiên là nó ở vào một cái xác suất nhất định. Trong đó thì có thể nói đến những cái điểm tích cực mà chúng ta đã nhắc đến ngay trong phiên 1. Đó là FDI sẽ tốt hơn, xuất khẩu sẽ tốt hơn. Cái yếu tố mà năm nay cũng tốt, mà năm sau cũng tốt, đấy là đầu tư công tiếp tục duy trì năm sau. Và cái yếu tố thứ tư mà ai cũng đang rất là quan sát, thận trọng quan sát, đó là liên quan đến thị trường bất động sản. Thì hiện tại chúng ta đã thấy có một chút ấm hơn về mặt thanh khoản ở thị trường bất động sản, và kỳ vọng có thể là từ cuối năm sau chúng ta nhìn thấy cái bức tranh này khởi sắc hơn. Thì đấy là những cái yếu tố mà tích cực mà tôi đang nhìn thấy. Còn đối với yếu tố tiêu cực thì có thể nói là chỉ có một, tất cả mọi thứ đều dẫn đến một điểm, đó chính là cái tình hình nợ xấu ở trong hệ thống ngân hàng. Cho dù chúng ta nói đến vấn đề gì đi nữa, dù bất động sản hay là trái phiếu, thì cuối cùng nó cũng sẽ thể hiện ra cái nợ xấu của hệ thống ngân hàng, nó có thể sẽ đạt đỉnh vào năm sau. Thì đấy là cái nhìn chung. Thế còn dựa trên cái view đó thì có thể là đưa ra một cái nhận định như thế nào, cái chủ đề đầu tư của năm 2024. Thì tôi nghĩ rằng có một cái từ có thể nói là có thể dùng mà luôn luôn đúng, đó là cái từ hồi phục. Chắc là mọi người sẽ không ai muốn nghĩ rằng năm sau nó sẽ kém hơn năm nay cả. Năm nay nó là một năm quá tệ. Hy vọng là sẽ không có thể tệ trên nhiều phương diện, và không thể có cái gì mà nó khó hơn như thế nữa. Thì trong cái khó nó sẽ là cái khôn. Và cũng như mình nhìn lại cái chu kỳ trước 2011-2012, thì là đến 2013 mình bắt đầu nhìn thấy cái ánh sáng ở cuối đường hầm. Thì cái hồi phục là chủ đề, nhưng nó hồi phục đến mức độ như thế nào, liệu có một cái sự bùng nổ không thì chắc là không. Thì chắc là ai cũng sẽ không vote cho cái quan điểm là sẽ có một cái sự bùng nổ năm sau cả, nhưng nó sẽ hồi phục, và hồi phục trên một cái nền rất là yếu của năm 2023. Thì chúng ta có thể lựa chọn những cái ngành mà nó đã có cái năm nay rất yếu, và năm sau dựa trên cái xác suất là chúng ta sẽ vượt qua cái những cái khó khăn này để quay ngược trở lại. Thì trong đó thì sẽ có những ngành mà bám theo các yếu tố tích cực mà tôi đã vừa nói vừa rồi, chẳng hạn như là xuất khẩu này, đầu tư công này, rồi khu công nghiệp này, bám theo các chủ đề FDI rồi xuất khẩu, và cũng những cái ngành mà năm nay đã có cái nền đã thực ra đã bị ảnh hưởng rất mạnh. Trong đó thì có hai ngành nổi bật, đó là ngành vật liệu cơ bản, và thứ hai là ngành bán lẻ.